Xin chào các khán giả của Gia Bảo Luxury. Chúng ta đang quay trở lại với một clip review đồng hồ tiếp theo. Và trong video này thì hãy cùng chiêm ngưỡng mẫu đồng hồ Uplo Big Bang One Click Full Pave 39mm tinh tú trên bầu trời Á Đông. Thời thế đã thay đổi, nữ giới không nhất thiết phải đeo một chiếc đồng hồ nữ. Phái nữ tìm kiếm một chiếc đồng hồ mang xu hướng cân bằng, unisex. Ví như là Daytona, phiên bản đồng hồ nam tính và thể thao đã trở thành bạn đồng hành của rất nhiều show mẫu và nữ diễn viên như là Ellie MacPherson, Victoria Beckham. Theo đó, thì một phiên bản đồng hồ Big Bang đường kính 39mm có dây đeo cao su cùng vô tiền khoáng hậu kim cương như Uplo Big Bang One Click King Gold White Full Pave 39mm là một sự lựa chọn mang tính thách thức với nữ giới Á Đông. Tại sao lại nói như vậy? Dễ nhận thấy rằng kích thước cổ tay nữ giới Việt Nam nói riêng hay là châu Á nói chung khá là khiêm tốn, và đường kính đồng hồ mà đại đa số nữ giới Việt có thể tương thức ở trong khoảng là 28-32mm, hoặc là nữ giới có thể bon chen lên 36mm, nhưng với kích thước 39mm thì không phải là ai cũng đeo được. Đây là cỗ máy có bộ vỏ bằng vàng hồng với tên gọi là King Gold. Đây là chất liệu độc quyền do Uplo sản xuất. Nếu Rolex có vàng Everose cho những thiết kế riêng thì Uplo tự mình thể hiện với vàng King Gold. Đến từ hai nhà sản xuất khác nhau, vàng Everose và vàng King Gold lại có chung thành phần cấu thành, đó là vàng, đồng và một chút bạch kim. Song có lẽ với hàm lượng khác nhau thì có thể ví cả hai như là Thúy Kiều và Thúy Vân, mỗi loại một vẻ, không phân cao thấp trong màng chế tác. Với những cô gái đã quen đeo lắc tay nhẹ nhàng thì có thể mẫu đồng hồ này trong thời gian mới đeo lên tay sẽ cho cảm giác lạ lẫm vì nó khá là nặng. Nhưng không sao hết, thời gian sẽ cho các quý cô câu trả lời thực tế. Uplo Big Bang là một thiết kế tuyệt vời về cả cân nặng lẫn tỷ lệ. Dây đeo có thể thay thế dễ dàng bởi cơ chế One Click mới được nhà sản xuất Uplo thêm vào gần đây trên nhiều phiên bản thuộc dòng đồng hồ Big Bang. Dây đeo màu trắng tinh khôi khớp liền với phần lớp đệm màu trắng giữa vỏ khung mang đến vẻ đẹp liền mạch và thể thao. Phần chất liệu tổng hợp có bề mặt trắng lì đã tôn lên vẻ đẹp rực rỡ từ bộ vỏ King Gold đã được đánh bóng sáng loáng cùng với những đinh ốc bố trí khắp vỏ đồng hồ, từ hai bên tai càng cho tới vành bezel. Điều biến cho cỗ máy này trở thành một model đồng hồ cực hấp dẫn phải kể đến lượng kim cương đã được sử dụng, trải đều khắp bộ phận, tựa như vầng tinh tú sáng lấp lánh giữa đêm hè. Cụ thể thì vỏ đồng hồ có 118 viên kim cương đính trên càng nối dây, ở sấp xỉ 0,84 carat, 42 viên kim cương lớn hơn đặt trên vành bezel cũng khoảng 0,84 carat, và 307 viên kim cương nhỏ hơn đặt tinh tế trên mặt số tròn vành khoảng 1,75 carat. Bởi lấy kim cương làm nền tảng, những chi tiết trên chiếc đồng hồ cũng được thu liễm nhiều phần. Những cọc chỉ giờ số chẵn là số Ả Rập, trong khi phần còn lại là những cọc hình chữ nhật có viền sáng bóng. Chính giữa của hệ cọc số là phần chất phát quang theo đúng tông màu chủ đạo đã được nhà sản xuất thống nhất ngay từ đầu. Đây là một phiên bản đồng hồ tự động với sự có mặt của 3 kim cơ bản cùng với một ô cửa sổ báo ngày nhỏ gọn. Những chuyển động từ các chi tiết trên mặt số đồng hồ đều được điều chỉnh dễ dàng bởi núm vặn cỡ lớn bên phải lớp vỏ. Với phần chia khía đều, thao tác vặn hay đóng chặt núm điều chỉnh nhỏ bé đảm bảo chiếc đồng hồ kháng nước ở mức 100m trở lên dễ hơn hẳn. Cung cấp năng lượng cho đồng hồ vận hành đó là bộ máy Uplo Calibre HUB1710 có 185 chi tiết nằm ở bên trong lớp vỏ. Tiết lộ một phần chi tiết máy như roto với dấu ấn thương hiệu Uplo, những bánh răng chạy truyền, tấm khung chính và chân kính hồng đã hoàn thiện hơn vẻ đẹp cơ khí của nó. Hiện tại thì mẫu đồng hồ này có thể vận hành trong khoảng 50 giờ đồng hồ. Và đó là những điều nổi bật nhất của cỗ máy thời gian tuyệt vời dành cho phái nữ phá cách mà chúng tôi muốn giới thiệu trong video ngày hôm nay. Không biết là các khán giả nữ của Gia Bảo Luxury hay thậm chí là những người yêu đồng hồ nam giới đã cảm thấy như thế nào về mẫu đồng hồ vô cùng cá tính và đặc biệt này? Hãy để lại ý kiến ở bên dưới nhé. Đừng quên đón xem những video lần sau. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.